Chiều qua, Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bế giảng lớp tập huấn bài thể dục giữa giờ dân vũ thể thao năm 2024. Sau 3 tuần tập huấn với 3 bài tập là khiêu vũ thể thao, bài tập thể dục giữa giờ và điệu nhảy Super Dance, 70 học viên là cán bộ, đoàn viên thuộc 23 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh đã hoàn thành khóa học. Các học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn và có trách nhiệm triển khai cho toàn thể cán bộ, đoàn viên để cùng nhau rèn luyện sức khỏe, cùng phát triển phong trào thể dục thể thao tại cơ quan, đơn vị. Theo Công đoàn viên chức tỉnh, lớp tập huấn bài tập thể dục giữa giờ là hoạt động mới, tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên nâng cao về sức khỏe, thể chất, hình thành thói quen luyện tập thể dục, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.